Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh. Trong quý 1, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được kiềm chế. Quan tâm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, đẩy mạnh thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng thực hiện 9.948 cuộc thanh tra kiểm tra. Qua tuần tra kiểm soát xử lý trên 1 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 2.000 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành giao thông khởi công nhiều công trình dự án mới, phát triển kết cấu hạ tầng và quản lý khai thác bảo đảm an toàn giao thông. Hoạt động quản lý vận tải được tăng cường, cơ bản phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Về tình hình tai nạn, cả nước xảy ra 6.550 vụ, làm tử vong 2.723 người, bị thương 5.246 người. So với cùng kỳ tăng 1.194 vụ, tăng 1.847 người bị thương, giảm 484 người tử vong. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua còn một số hạn chế, như xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời, xuất hiện tình trạng tụ tập đua xe trái phép tại một số tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, Ban An toàn giao thông các địa phương tham luận tập trung phân tích nguyên nhân, bàn giải pháp kéo giảm trong quý 2, đồng thời một số bộ, cục thông tin về một số nội dung, đánh giá các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, kết quả xử lý vi phạm theo các chuyên đề, việc khám cấp cứu người tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên quốc lộ cao tốc, kết quả chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học mầm non giai đoạn 2020-2024. Quý 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 37 người, thiệt hại tài sản khoảng 456 triệu đồng. Để kéo giảm tai nạn giao thông, về cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết, số người bị thương trong quý 2 năm 2024 và những tháng cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan đơn vị liên quan tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. So với quý 1 năm 2023, số vụ tai nạn giao thông cùng kỳ năm nay tăng 9 vụ, tăng 33%, giảm 2 người chết, giảm 10,5%, tăng 25 người bị thương, tăng 208%. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 37 người, thiệt hại tài sản khoảng 453 triệu đồng. Thành phố Bạc Liêu là địa phương kiểm soát khá tốt tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn, giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương trong quý 1 năm 2024. Với vị trí trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, thành phố Bạc Liêu gặp rất nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Mặc dù vậy, thành phố Bạc Liêu đã vượt khó để đạt được các mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp. Có được những cái kết quả trên thì luôn có sự quan tâm và chỉ đạo là rất quyết liệt của các cấp lãnh đạo và sự là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, mà đặc biệt là sự đồng tình cao là của quần chúng nhân dân. Qua đó thì về cái cách làm mà đạt được những cái hiệu quả đó thì có một số cái giải pháp và cách làm như sau. Cái thứ nhất thì báo các đồng chí là chúng tôi là xác định là cái công tác tuyên truyền là một trong những cái công tác phải nói là hết sức quan trọng. Chúng tôi tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công viên chức, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân, nói chung là tất cả các tầng lớp, và tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đúng cái đối tượng. Tuyên truyền là với cái hình thức là đa dạng, phong phú, sinh động, dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện và đi vào thực tế của cuộc sống. Ví dụ như tôi nói là về vấn đề tuyên truyền đối với ở các điểm học trường, ở các cái trường phổ thông trung học, kể cả tiểu học, trung học, thì tuyên truyền đối với học sinh là ngoài vấn đề lý thuyết ra thì cũng sinh động thể hiện một số cái hình ảnh minh họa thêm
về các cái vụ việc tai nạn giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng là chỉ đạo cho giao thông phối kết hợp với tất cả các công an ở cơ sở là đến các cái nhà hàng rồi quán nhậu karaoke trên địa bàn để làm việc và cho chủ cơ sở cam kết là không để cái người uống rượu bia ở quán mình sau khi uống xong là tham gia giao thông, mà phải có một cái dịch vụ riêng để đưa rước là những cái người này về một cách an toàn. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Bạc Liêu tăng cường phối hợp cùng các lực lượng liên quan tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên liên tục khắp kín địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, xe quá tải quá khổ, chạy quá tốc độ, chạy vào đường cấm, ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, phần đường quy định. Việc cảnh sát giao thông thường xuyên liên tục kiểm tra, xử lý vi phạm theo một cách nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần thượng tôn pháp luật đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Quý 1 năm 2024, theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tuy có giảm về số người chết, song số vụ và số người bị thương vẫn tăng so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp, khó lường. Để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương vào quý 2 và những tháng còn lại của năm, ông Nguyễn Quy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế thương vong thấp nhất đến mức có thể. Để mà làm giảm cái tai nạn giao thông, phấn đấu đến cuối năm chúng ta giảm trên cả 3 tiêu chí, thì Ban An toàn giao thông tỉnh cũng đề ra 5 cái nhóm giải pháp để thực hiện trong quý 2 và từ đây đến cuối năm như sau. Cái thứ nhất là chúng ta tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng rồi chính quyền và các đoàn thể tổ chức chính trị xã hội đối với cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên từng cái lĩnh vực, trên từng địa bàn. Cái nhóm thứ hai là chúng ta sẽ là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về cái pháp luật, về cái trật tự an toàn giao thông. Thì theo đó thì hiện nay là Ban An toàn giao thông tỉnh đã giao cho Văn phòng Ban An toàn giao thông phối hợp với các đơn vị thành viên của Ban An toàn xây dựng các kế hoạch và sẽ triển khai trong quý 2 cái công tác tuyên truyền tập huấn cho các hội đoàn viên của mình để đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Cái thứ ba là sẽ là rà soát rồi xử lý khắc phục những cái điểm đen về tai nạn giao thông cũng như những cái điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ và các tuyến đường thủy của tỉnh quản lý, kết hợp với các đơn vị của bộ thì đề xuất kiến nghị xử lý cái những cái điểm đen và những cái điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ do bộ quản lý. Cái nhóm thứ tư là sẽ tăng cường các cái biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý các cái vi phạm về trật tự giao thông như là các cái hành vi thường dẫn đến tai nạn giao thông như là chạy xe quá tốc độ, rồi lạng lách đánh võng, rồi vi phạm nồng độ cồn, vân vân. Thì kết hợp với đó thì Sở Giao thông cũng đang là xây dựng và hoàn thiện cái quy chế phối hợp để cùng với cái bên phía là công an tỉnh là đưa vào vận hành khai thác để sử dụng có hiệu quả cái hệ thống 15 camera giám sát của thanh tra giao thông tích hợp vào để xử lý những cái hành vi vi phạm trong cái quá trình mà giám sát giao thông thì phát hiện những cái hành vi vi phạm thì xử lý theo hình thức là phạt nguội để tăng cường cái hiệu quả của cái xử phạt này. Để 30 tháng 4 là và 1 tháng 5 này thì cái kỳ nghỉ lễ dài ngày thì chúng tôi đã xây dựng và sẽ triển khai các cái kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái đợt 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, gồm các nhóm giải pháp như là duy tu sửa chữa các công trình giao thông đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, rồi đẩy mạnh cái tuần tra kiểm soát, trong đó là kiểm tra các cái điều kiện về hoạt động kinh doanh vận tải, rồi kiểm tra tải trọng phương tiện vân vân để làm sao đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông cũng như chống cái ùn tắc giao thông trong cái dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Quý 2 năm 2024 với nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè. Ban An toàn giao thông tỉnh đã giao cụ thể cho cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhiều phần việc gắn liền với chức năng quyền hạn vốn có. Thực hiện công điện số 36 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, các sở ban ngành, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, tăng cường các biện pháp đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông kỳ nghỉ, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại an toàn. Theo đó, quan tâm tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, có giải pháp kiểm soát chặt chẽ và phương án tổ chức giao thông an toàn thông suốt, gắn chặt với hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc đi lại. Nỗ lực cao nhất không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các tuyến kết nối với các điểm du lịch, lễ hội lớn như nhà thờ Tắc Sậy, quán âm Phật Đài, chùa Hưng Thiện, khu vực điện gió Bạc Liêu. Kỳ nghỉ năm nay kéo dài từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 1 tháng 5, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao ở các cửa ngõ trên các tuyến giao thông chính, các bến xe tàu, khu vực vui chơi giải trí du lịch. Từ đó các nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông cũng gia tăng theo. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông bố trí trực 100% quân số trong thời gian nghỉ lễ, cán bộ chiến sĩ làm xuyên đêm xuyên ngày nghỉ để phục vụ nhân dân nghỉ lễ đi lại an toàn, đồng thời cũng hỗ trợ giúp đỡ nhân dân bằng các hoạt động thiết thực có ý nghĩa. Cùng với việc chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông, bố trí lực lượng phương tiện làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, tập trung vào các khu vực tuyến đường trọng điểm, cảnh sát giao thông cũng tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Chú ý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, quá khổ giới hạn, chạy quá tốc độ, vi phạm tránh vượt, vượt đèn đỏ. Kiểm soát chặt chẽ các xe kinh doanh vận tải hành khách, xe container, xe du lịch, ô tô. Đối với Ban An toàn giao thông các địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Về phía Ban An toàn huyện thì của chúng tôi cũng chủ động tham mưu Ủy ban nhân huyện là thực hiện nghiêm các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, của trung ương, của tỉnh, của Ban An toàn giao thông tỉnh, đó là chỉ đạo thực hiện là nghiêm các cái quy định. Thì cũng tiếp tục là trong các cái ngày nghỉ lễ thì tiếp tục là chỉ đạo là lực lượng là cảnh sát giao thông là cũng từng tiếp tục là từng tra kiểm soát là trên địa bàn, đặc biệt tại các cái điểm du lịch lớn của huyện như là chùa Giác Qua, chùa Hưng Thiện, các cái khu mà di tích khác của trên địa bàn huyện. Và kết cấu hạ tầng thì chúng tôi cũng tiếp tục là hoàn thiện là sửa chữa, rồi là cũng là tuyên truyền kết hợp với tuyên truyền vận động và cũng tiếp tục là chỉ đạo của Ban An toàn giao thông các xã thị trấn là tuần tra kiểm soát kết hợp, nếu mà có nguy cơ thì mẫn giao thông cũng phải báo cáo kịp thời để xử lý nghiêm theo quy định. Với những giải pháp thiết thực ở từng địa phương cũng như các ngành các cấp, các lực lượng chức năng cùng với việc nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Hy vọng trong quý 2 này và những tháng tiếp theo, tình hình tai nạn giao thông sẽ được kiểm soát, kéo giảm trên cả 3 tiêu chí như kế hoạch đã đề ra. Chuyên mục an toàn giao thông kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.